Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng vui chơi giải trí thương mại dịch vụ Grand World Phú Quốc vừa chính thức ra mắt do công ty New Vision làm chủ đầu tư. Vinpearl là cổ đông chiến lược và Vincom Retail quản lý và vận hành khu shop thương mại dịch vụ. Với vị trí đặc biệt nằm trong tổ hợp Corona Resort and Casino Phú Quốc, Casino Corona là casino đầu tiên mở cửa đón tiếp du khách Việt đến vui chơi trải nghiệm dịch vụ. Và tổ hợp Safari Vinpearl, dự án sẽ thu hút đông đảo khách du lịch, mở ra cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Grand World có tổng diện tích hơn 85 hectare, gồm nhiều tiện ích phục vụ du khách như công viên, đường dạo bộ, hồ cảnh quan, nhà hàng, quán bar, các tuyến phố mua sắm với 979 shop thương mại. Dự án còn sở hữu hệ thống condotel từ 3 đến 5 sao, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.